Xin chào các bạn, đây chính là một cái vlog ngắn gọn thôi. Thì mình vừa đi ngang một cái căn nhà kia thì họ bỏ một cái hồ cá. Dạ, hồ cá này là khoảng 10 gallon chứa được. Ồ, trong hồ này chắc khoảng 20 gallon nữa, khoảng hơn 20 lít nước đó, cho đầy đủ luôn. Tức là người ta không xài nữa thì mình, người ta để ở ngoài trước cửa đó, mình muốn lấy thì mình lấy. Thì cái hồ này gồm có đồ lọc nước đó, thì người ta chắc mình nghĩ là người chủ trước nuôi cá biển, nên đây mình thấy một cái phần muối nó kết tụ lên. Dạ, đây là trong. Thì nuôi cá bên Mỹ này độc địa lắm, do cái phần nước nó sẽ có cái đồ gọi là cái này nó gọi là cái heater, tức là giữ cho nước ở một cái mức độ ấm nhất định. Vì loài cá bên này nó cần ở cái trong cái điều kiện nước nhất định, chứ không phải là lúc lạnh lúc nóng là nó sẽ chết. Thì có đồ ăn luôn, cho sẵn đồ ăn cho mấy cái loại chemical để chăm sóc nước đó, cho đá luôn, đã lắm. Nên mình cũng may mắn, hồi sáng thì mình thấy rồi, nhưng mà có cái chân hồ nữa, nhưng mà lúc mình đi công chuyện về thì mất tiêu cái chân rồi, cần có cái hồ. Kệ, nhưng mà cái hồ này nếu mà mình mua mới á là ít nhất bộ này cũng phải hết gần 70-80 đô, khoảng 7-8 triệu, mà bây giờ mình đã cho free luôn, quá đã. Giờ chỉ tốn tiền mua cá thôi. Cá bên này tùy con, cá tai tượng châu Phi á thì 7-8 đồng một con. Còn như cá này, mấy con cá này là mấy con cá 7 màu gì đó. Con cá này nhiêu hơn? Mấy con cá 7 màu nè, mà bắt đầu từ khoảng hình như 2 đồng mấy. Đây có cái con cá, ủa đâu mất tiêu rồi. Thấy không? Ở đây có một cái con cá elephant, nó trốn mất tiêu rồi. Thì nó tới 10 đô lắm, mắc lắm. Ok, thì đó, mình may mắn thì mình có được cái hồ này bự hơn cái hồ trên kia tí đó. Giờ chỉ có tiền thì mua cá bỏ vô chơi. Ok, đó, thì ở bên Mỹ nhiều khi mình cũ, gọi là cũ người mới ta ha. Ok, chúc các bạn một ngày chủ nhật vui vẻ. Hồi này nuôi cá bá cháy luôn á, nuôi xong bỏ lên chiên luôn. Ok, bye.